chào bà con. Thì với clip này mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật, nói chung là vừa đào hố, vừa bón phân và vừa trồng tiêu. Với tiêu ác thì với clip này á, thì mình hướng dẫn cho bà con về thứ nhất á, là chuẩn bị đó là phân chuồng, cuốc và những cái mùn tươi này á, để khi chúng ta trồng xong á thì chúng ta lấy những cái mùn này chúng ta tủ luôn. Thì về kỹ thuật đào hố á, thì vườn này thì mình trồng tiêu thì mình kết hợp trồng tiêu với chanh dây luôn. Thì về hố thì mình đào cái thước khoảng cỡ 40-60, thì sâu 60 rộng 40. Thì sau khi đào xong á, ở clip này thì mình đang đào, thì bà con cứ xem từ từ thôi, vì mình làm cái clip này nó là chi tiết rất rõ ràng, từ cái khâu đào hố tới cái khâu là đổ phân chuồng lót và tiến hành trồng và cấy từ cái những cái tiêu ác á mà mình dăm hồi xưa á, mình dăm lên cây đó, giờ mình bứng ra để mình đem ra trồng luôn. Thì cái giống tiêu này là giống tiêu Phú Quốc, mình xin giống ở miền trong á, về bắt đầu mình cấy ra mình trồng. Thì giống này giống mới, mình trồng xem thấy người ta trồng rất là đạt năng suất và hiệu quả nên mình có trồng thử. Thì ở clip này bà con vui lòng nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này. Cũng giống như tất cả các loại clip khác thì mình sẵn sàng và luôn luôn sẽ làm những clip cho bà con xem về cái kỹ thuật về cây tiêu và một số cây khác. Thì đây là khâu đào hố. Thì đất này thì mình cũng là đất nó không được tốt mấy, nói chung là vùng này cũng gần giáp với vùng hơi núi á, đất nó hơi truyền truyền không được tốt. Thì chủ yếu nếu mà tốt hay không quan trọng, chủ yếu là mình á bón phân đầy đủ, nước non đầy đủ cho cây á, thì cây sẽ phát triển rất là tốt. Như bà con xem thấy không, chanh dây mình trồng chung với tiêu luôn, một số cây khác như cây mà na thái rồi cây bơ đó. Thì cái clip này thì mình quay cây tiêu, còn vài hôm nữa mình sẽ quay cho bà con tiếp tục là những cây khác như cây bơ rồi cây na thái, rồi cách bón lót, cách phun thuốc, cách phòng trị. Thì clip này bà con vui lòng xem hết clip thì sẽ thấy hết từ thời điểm là đào hố cho tới thời điểm là trồng và tưới nước và che cây muột. Thì xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.